Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 31 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ta không cần, ta ghét nhất là hài tử. Hàn Quỳnh Chi bướng bỉnh nói. Có điều nếu như hắn muốn thật sự, vậy ít nhất cũng phải chờ nàng đột phá trúc cơ đã. Nàng bỗng cảm thấy kinh ngạc. Một năm trước, không, phải là nửa năm trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh con với một nam nhân. Vậy mà hiện tại lại thật sòng suy xét vấn đề này. Cảm giác này thực sự giống như bị ma nhập vậy. Nàng vỗ vỗ khuôn mặt Lý Thanh Sơn. Tên vô lại, đừng nói là ngươi đã cho ta uống loại dược thảo nào đó, hay là sử dụng mỹ thuật với ta rồi nhé. Lý Thanh Sơn đáp lời. Ta phải nghi ngờ mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, thì một đại nam nhi lòng dạ sắt đá như Lý Thanh Sơn ta đây, thì muốn có nữ nhân gì mà không được. Thế mà lại bị tiểu cô nương nghi mê hoặc, còn phải nhịn bực thổ thân như ngọc vì ngươi. Thực sự là quá không có lý. Hàn Quỳnh Chi vừa bực mình vừa buồn cười. Chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Vừa chiếm lợi của người ta mà vừa oán giận không thể trêu hoa nghẹo nguyệt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng hơi cảm động. Nam tử đương thời dù là phàm nhân thì chỉ cần có chút bạc là đều tam thê tứ thiếp. Tu hành giả thì càng muốn làm gì thì làm. Trong số nam tu sĩ của Bách Gia Kinh Viện có được mấy người chưa từng tới Vân Vũ Lâu chơi đùa đâu. Nuôi cơ thiếp ở bên ngoài lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà chuyện này còn là chuyện cực đáng để khoe khoang giữa đám nam nhân. Tuy rằng nàng không thích Thu Hải Đường, vì mỗi khi pháp gia tụ họp lại phải tới Vân Vũ Lâu, ai nấy cũng đều trái ôm phải ấp, nhưng lại không một ai cảm thấy có gì không đúng, dù cho nàng cũng như vậy. Mãi đến tận khi thích hắn, nàng mới cảm nhận được lòng ghen tị của đám nữ tử, hận không thể khóa hắn ở bên mình. Không có nữ nhân khác liếc mắt nhìn, mà hắn cũng thực sự làm theo yêu cầu của nàng. Mấy tháng nay ở chung với nàng, bất kể xúc động này sinh ham muốn, chỉ cần nàng không cho phép, thì trước giờ hắn chưa bao giờ cưỡng ép. Khi ở chung với hắn, nàng luôn cảm giác rất khác so với ở chung với cùng nam tử khác. Thực ra Lý Thanh Sơn là cũng bị ảnh hưởng bởi quan niệm từ kiếp trước thôi. Cho dù là có muốn tam thê tứ thiếp, muốn được gặp gỡ âu yếm nữ tử, muốn làm gì làm nấy như thế nào đi nữa, thì vẫn phải dựa trên tinh thần bao dung, lại còn có linh quy trấn hải quyết khống chế dục vọng. Nếu không thì đã không nhịn được tử lâu. Kiếp trước, hắn bị người ta mắng là chủ nghĩa đàn ông hết thuốc chữa. Kiếp này ngược lại trở thành một nam tử tốt. Quả nhiên là hoàn cảnh quyết định ý thức. Thôi, kiếp này bị hủy trên tay ngươi rồi. Lý Thanh Sơn cúi đầu hôn xuống. Hàn Quỳnh Chi lại giơ tay cản môi hắn. Hả? Hàn Quỳnh Chi nói. Vì sao chỉ có ta cởi? Này có gì khó? Lý Thanh Sơn nở nụ cười, thành thạo cởi sạch sành xanh. Vóc dáng cường tráng với cứ bắp rõ ràng tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Ta đâu có bảo ngươi cởi sạch. Hàn Quỳnh Chi kêu lên, rồi thì nhịn không được mà thưởng thức, còn sờ lên lồng ngực của hắn, trông có vẻ hết sức hài lòng. Vừa liếc mắt xuống phía dưới, đã thấy kẻ đầu sỏ thường xuyên đâm người nàng. Thế là nàng trực tiếp nổi giận đùng đùng, chỉ vào nó, rồi tiện tay gậy một cái, sẵn giọng. Khó coi chết đi được. Lý Thanh Sơn cảm thấy lửa dục hừng hừng khắp người, thoáng chốc bị kích động nên mạnh mẽ đặt nàng dưới thân, thì thầm nói. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ không nói được gì nữa. Hiện tại ta cởi rồi, như vậy hơi không công bằng. Nói rồi, hắn vươn tay xuống cởi quần dài quần nàng. Bây giờ còn chưa được. Hàn Quỳnh Chi biết hắn muốn làm gì nên vội nắm tay lấy hắn. Đợi ta bế quan xong, ngươi cầu thân với cha ta đi. Đến lúc đó, ta cho ngươi hết. Nói xong lời cuối, nàng cũng không kiềm chế được sự xấu hổ mà cúi đầu xuống tận ngực. Mặt Lý Thanh Sơn đầy vẻ mừng rỡ, nâng gò má nàng lên. Quỳnh Chi. Hàn Quỳnh Chi nói, đừng vui mừng quá sớm, chưa chắc cha ta đã đồng ý đâu. Lý Thanh Sơn đáp lại, có con rể tốt như ta, hắn vui mừng còn không kịp, sao lại không đồng ý? Dù cho hắn không đồng ý, vậy ngươi cũng không đồng ý sao? Chuyện đó không nói chắc được, ta cũng chưa chắc, ngươi còn tiếp tục.
Hàn Quỳnh Chi nói, bỗng nhiên cảm nhận được Lý Thanh Sơn đang cởi quần quần nàng. Lý Thanh Sơn trả lời, chỉ là thưởng thức trước thôi, chắc ngươi sẽ không từ chối cả yêu cầu này có vị hôn phu của ngươi chứ. Yên tâm, nhất định sẽ đợi đến đêm tân hôn, ta sẽ biến ngươi thành nữ nhân của ta. Sao Hàn Quỳnh Chi có thể từ chối nam nhân sắp trở thành trượng phu của nàng chứ? Đành phải nhéo nhẹ đầu mũi, yếu ớt nói. Nói rồi đó, không cho hứa lại. Lý Thanh Sơn mỉm cười nhẹ, ôm lấy cả người nàng, nắm lấy một bên quàng quần nàng rồi kéo xuống, để lộ ra cặp mông trắng ngần. Thậm chí Hàn Quỳnh Chi còn không kịp giữ lại phòng tuyến cuối cùng, đảo mắt một cái đã bị hắn lột sạch như con cừu trắng. Hai người đều cảm thấy rung động trong lòng, tuy rằng không biết đã ôm ấp nhau bao nhiêu lần, nhưng lần này tuyệt đối không giống như bất kỳ lần nào trước đây. Đồng cỏ và tuyết trắng dán chặt vào nhau, đối lập rõ ràng. Một bên cứng như sắt đá, một bên lại mềm mại như bông, dường như muốn hòa làm một thể. Hàn Quỳnh Chi ôm chặt hắn, bộ ngực áp sát lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ kia. Cảm giác thứ cứng rắn kia đang áp sát vào mông nàng. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng lướt qua sống lưng tựa như tơ lụa của nàng. Một luồng dục vọng nóng rực đột nhiên dâng trào. Lúc này, nếu hắn thật sự muốn nàng thì nàng cũng không thể từ chối, chỉ có thể mặc hắn sắp đặt. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi rồi chậm rãi buông tay, gian nan tựa như cắt bỏ một miếng thịt trên người vậy. Sau đó hắn đặt nàng ở trên giường gấm. Để ta ngắm ngươi thật cẩn thận. Hàn Quỳnh Chi thất vọng, hơi lưu luyến không rời, muốn hắn cứ ôm mình như vậy, mặc hắn làm gì thì làm. Lý Thanh Sơn ngắm nhìn thân thể nàng mà ca ngợi. Thân thể cô thon thả đầy đặn vừa đủ, đặc biệt là bộ ngực cực kỳ đẫy đà, gợi cảm mê người cực kỳ. Dù Hàn Quỳnh Chi có lành nghề cỡ nào thì lúc này cũng hơi xấu hổ. Hai chân thẳng tắp thon dài co quắp, làm gì còn chót khí khái nam tử nào, tựa như đang chờ phu quân lâm hạnh vậy. Đêm đó, buổi hẹn hò của họ sẽ kéo dài thật lâu. Vừa nghĩ rằng sẽ phải lập tức chia lìa, xa cách mấy tháng, nên thì không một ai để ý đến sự trôi đi của thời gian. Mà đến tận sáng sớm ngày thứ hai, họ mới lưu luyến không rời mà mặc y phục cho nhau. Lý Thanh Sơn tự mình đưa nàng vào động phủ bế quan, nhìn cửa lớn động phủ dần đóng lại mà dần như không nhịn được muốn đi bế quan cùng nàng. Sau đó hắn lập tức lắc đầu một cái, xua tan ý nghĩ này. Chỉ sợ bế quan xong thì có luôn cả hài tử, sao có thể yên tâm tu hành được. Đêm qua suy mê quấn quýt nhau mãi, nàng thấy hắn nhịn đến đáng thương nên cũng không để ý, ngượng ngùng mà lớn mặt dùng tay giúp hắn. Sau đó còn nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được phép ăn vụng trong khoảng thời gian nàng bế quan, nếu không thì nàng sẽ cắt thứ đồ chơi này. Lúc ấy Lý Thanh Sơn mới biết âm mưu của nàng, cười nói, nếu muốn ta không ăn vụng thì mấy thủ đoạn này chưa đủ đâu. Sau đó thì hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của nàng. Hàn Quỳnh Chi lập tức hiểu ý hắn, sao nàng chịu đồng ý được, nói thẳng là gái lầu xanh mới làm như thế, còn mắng hắn được voi đòi tiền, vong ân phụ nghĩa. Cuối cùng Lý Thanh Sơn phải lui bước mà xin việc khác, vui vẻ làm với bộ ngực của nàng một phen, cuối cùng còn làm bẩn mặt nàng rồi bị nàng oán trách hồi lâu. Lý Thanh Sơn thấy rằng sau khi xác định quan hệ, thực ra nàng vô cùng lớn mặt trên phương diện này. Nhớ trước đây nàng thường đến Vân Vũ lâu chơi đùa, mưa dầm thấm đất, chắc nên còn biết nhiều thứ hơn hắn. Đến lúc đó phải dụ dỗ nàng thử một phen mới được, không uổng công xuyên không đến đây. Hắn đã bắt đầu chờ mong về cuộc sống sau khi thành thân rồi đấy. Về phần lời cảnh cáo của Hàn Quỳnh Chi thì hắn hoàn toàn không để trong lòng. Vào giờ phút này, sau lòng hắn còn chứa được người khác, dù là Cố Nhạn Ảnh thì cũng phải xếp sang một bên. Lý Thanh Sơn về Vân Hư Đảo báo cho Tiểu An một tiếng rồi đến thẳng Nhân Tâm Đảo. Trong đan phòng của Như Tâm, Hàn Quỳnh Chi không còn ở đó nên hắn có thể chuyên chú luyện đan. Đột nhiên nhớ rằng lúc nàng đột phá luyện khí tầng 10 xong đã tu sĩ trúc cơ thì cũng cần chân linh đan nhỉ. Lúc này hắn đâu nghĩ rằng đại tiểu thư Hàn gia làm gì cần hắn đưa đan dược cho, chẳng qua là một lòng muốn tốt cho nàng thôi. Như Tâm vừa thấy Lý Thanh Sơn thì nở nụ cười ngay. Sắc xuân trên mặt chưa tàn, xem ra tiểu tử ngươi đã trải qua một buổi tối không tệ. Đừng nói là chơi hỏng thân thể Hàn đại tiểu thư rồi đây nha. Nào có, chẳng qua có lẽ mấy tháng nữa ta sẽ thành hôn. Lý Thanh Sơn tươi cười, hắn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiết lộ tin tức này cho Như Tâm, người cũng có một bí mật lớn giống hắn. Trong lòng Như Tâm hơi chấn động, buồn bã nói, vậy thì chúc mừng ngươi, chỉ có ta đáng thương, một mình canh giữ cả đêm trước lò luyện đan, suy nghĩ chuyện luyện đan và những người thân thiết quan tâm ta.
Lý Thanh Sơn cười nói, sư tỷ mà muốn nam nhân, vậy thì hàng ngũ có thể xếp dài từ đây đến Thanh Hà phủ. Như Tâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng vịn vai Lý Thanh Sơn, đôi mắt đong đầy nước. Đáng tiếc, người ta muốn đã thuộc về người khác. Lý Thanh Sơn nhìn gương mặt dịu dàng không kiên quyết như Hàn Quỳnh Chi của nàng, trong chốc lát không nói nên lời, dù lòng cứ hơi đắc ý nhưng cũng có chút lúng túng. Nếu là trước đây thì còn nhân cơ hội này mà nói đùa mấy câu, nhưng hiện tại lại khó nói. Hắn thầm nghĩ, Lý Thanh Sơn à Lý Thanh Sơn, Quỳnh Chi vừa mới bế quan, người không thể làm chuyện có lỗi với nàng được. Thế nên hắn đang định nói vài câu để Như Tâm hết hy vọng. Đừng nói là ngươi cho rằng ta đang nói ngươi đó. Trên mặt Như Tâm hiện nụ cười trêu ghẹo mà Lý Thanh Sơn thường thấy. Đương nhiên là không rồi. Lý Thanh Sơn tức giận đẩy tay nàng ra, thầm thập phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát không tên. Hắn cũng không nhận được rõ là thật hay giả trong lời nói kia, đến cùng thì vừa nãy chỉ là vui đùa hay là thăm dò. Hoặc là trong lòng nàng đã có một hình bóng từ lâu, vì thế nên những năm gần đây mới chưa bao giờ chấp nhận lời yêu của bất kỳ nam tử nào. Nam nhân kia ở Vũ Châu sao? Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một nam tử man tộc với hình xăm trên người, tấm vải màu xanh quấn trên đầu đang ôm hải tử đứng trên đỉnh núi, canh gác phương Bắc nhìn nương của con hắn đi xa. Hắn giật cả mình, cứ cảm thấy hơi quen mắt, hơn nữa còn có chút khó chịu. Nghĩ đến đây thì Như Tâm đã nhẹ nhàng bước lên đóng cửa phòng, bố trí trận đồ, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị thông dâm, nhẹ nhàng không khác gì một âm hồn màu trắng. Lý Thanh Sơn vuốt nhẹ cằm, nhìn dáng vẻ uyển chuyển dịu dàng này của nàng, thế thế nào cũng không giống như từng có hài tử. Như Tâm nói, này, ngươi còn ngây người ở đó làm gì? Tối hôm qua bắn cả đầu óc hay sao hả? Mau lấy làm đẹp hoa ra. Lý Thanh Sơn nghe mà như bị sét đánh, ngoác miệng líu lưỡi. Đây là lời ngươi nên nói hay sao? Gương mặt Như Tâm đầy vẻ khinh thường. Không phải chỉ là mấy chuyện hư hỏng của nam nữ thôi sao? Ta biết nhiều hơn ngươi đó, Tiểu Nam Hải. Lý Thanh Sơn nhịn không được mà lùi về sau một bước. Nghe nói ma nữ ở Vũ Châu cực kỳ cởi mở về phương diện này. Trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của một đám nam nhân xăm mình, đầu quấn vải trắng, đứng trên một đỉnh núi canh giữ phương Bắc. Như Tâm như có đọc tâm thuật, sắc mặt hơi đỏ lên, trách mắng. Người đoán mò cái gì đấy? Ta là y giả đó. Lý Thanh Sơn trêu ghẹo nói, ta cũng đâu nói gì. Vẻ mặt Như Tâm hơi ngưng động, nghĩ cũng đúng. Hắn nghĩ thế nào cũng đâu liên quan gì đến nàng. Thế là nàng trực tiếp lấy thủy não lò ra. Đừng nói nhảm nữa, để ta cho ngươi xem hiệu quả nghiên cứu tối qua của ta. Lý Thanh Sơn lấy một đoá lam điệp hoa ra, nhưng Như Tâm lại giơ ba ngón tay ngọc nhỏ dài lên. Ba đoá. Lý Thanh Sơn nghi ngờ nói, ngươi chắc ăn không đấy? Đương nhiên là chắc rồi. Năm canh giờ sau, một âm thanh bí bách vang lên trong lò luyện đan. Luyện đan thất bại. Đối với ánh mắt xem thường của Lý Thanh Sơn, Như Tâm chỉnh lại mái tóc mà mặt không biến sắc. Đây là bất ngờ. Còn muốn tiếp tục không? Lý Thanh Sơn nói, hiện tại tỷ lệ thành công đã rớt xuống còn 20%. Như Tâm cũng bị kích thích chí khí. Đương nhiên là có, tiếp tục một đoá. Lý Thanh Sơn lại giao ba đoá lam điệp hoa vào trong tay nàng. Nếu đã nắm chắc thì tiếp tục đi. Ánh mắt Như Tâm lấp lánh. Ngươi không sợ ta lại luyện hỏng của ngươi sao? Nếu thế thì lại tiếp tục. Dù sao cũng không phải mình ta chịu tổn thất. Lý Thanh Sơn nói. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Toàn bộ Bách Gia Kinh Viện này không có lựa chọn nào tốt hơn nàng. Vậy thì năm đoá đi. Như Tâm đứng lên, chân trái tiến về phía trước một bước, đổi thành nửa quỳ ở trên bồ đoàn. Nàng còn sắn tay áo bên phải lên, cánh tay ngọc tuyệt đẹp lộ ra rồi đặt ở trên thủy não lò, tựa như nữ tử xúc sắc ở trong đổ phường, hào hùng đè chiếc cốc lắc xúc sắc lại, kêu lên. Đặt hay bỏ? Lý Thanh Sơn thầm nói một tiếng man nữ, rồi giao năm đoá hoa lam điệp hoa cho nàng. Sau đó nhìn chằm chằm thủy não lò, tựa như khách đánh bạc bỏ ra một món tiền đặt cọc lớn. Có điều chẳng mấy chốc thì đã cảm thấy chán nản, nên quay sang nhìn Như Tâm một lúc, khiến nàng trợn mắt liếc một cái. Hắn nhìn sang chỗ khác, vẫn cảm thấy tẻ nhạt nên trực tiếp đoạt tọa tu hành. Một đêm qua đi, trời vừa sáng thì lò luyện đan cũng mở ra, điểm lành quanh quẩn. Như Tâm lấy 5 viên chân linh đan ra, cười nói. Xong rồi.
Lý Thanh Sơn cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Còn muốn tiếp tục không? Như Tâm đáp ngay, tiếp tục. Lần này là 7 đoá. Luyện đan không phải là nguyên liệu càng ít thì luyện càng tốt. Nó giống như xào rau vậy. Nếu như số lượng quá nhỏ thì rất khó có thể nắm bắt được mùi vị cũng như là độ cháy to nhỏ của lửa. Hơn nữa còn lãng phí thời gian và sức lực. Đương nhiên cũng không phải càng nhiều càng tốt. Mùi vị của cơm tập thể đâu thể sánh được với nấu bếp riêng. Cơm nước khó ăn một chút thì không sao. Nhưng đan dược khó ăn đồng nghĩa với việc công hiệu giảm đi, không phát huy được dược tính của nó. Kiểm soát số lượng nhiều hay ít liên quan đến tài nghệ của luyện đan sư, thậm chí liên quan đến cả sự tốt xấu của lò luyện đan. Giờ vào trình độ của Như Tâm, luyện chế một lò 12 viên chân linh đan là tốt nhất. Dưới sự mạnh tay ủng hộ của Lý Thanh Sơn, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến trình độ này. Nhưng cái này cũng có nghĩa là một khi thất bại thì chính là tổn thất 12 vạn linh thạch. Mỗi một lần mở lò cũng giống như một lần đánh cược. Trong quá trình này, Lý Thanh Sơn cũng coi như tận mắt chứng kiến một mặt khác của Như Tâm, loại tính cách dám dũng cảm đánh cược, hơn nữa còn luôn tin là mình sẽ cược thắng, đã nâng tỷ lệ thành công lên 90% một cách nhanh chóng, vượt trên cả dự đoán tốt nhất của Lý Thanh Sơn, thậm chí vượt qua cả suy nghĩ của bản thân Như Tâm. Thời gian mấy ngày trôi qua, luyện mấy lò đan dược làm Như Tâm hơi uể oải, thế nhưng hai người đều không muốn dừng lại. Dưới áp lực mãnh liệt, Như Tâm tựa như dân con bạc thua táng ra bại sản bỗng bắt đầu thắng. Sau đó toàn thân đều chìm trong trạng thái hưng phấn không gì cản được, hoàn toàn kích thích tiềm lực bản thân bộc phát, dường như vận may cũng ập đến rồi. Lý Thanh Sơn cũng từng được thấy loại trạng thái kỳ lạ trong kiếp trước, cũng giống như trong truyền thuyết ném bóng không bao giờ trượt của Jordan trên sân bóng rổ. Hiện tại, mấy một lò luyện đan của Như Tâm cũng đều là truyền thuyết. Nếu như hiện tại dừng lại thì e rằng không thể đạt được tỷ lệ thành công cao như vậy. Thời gian trôi đi, tuyết lớn lấp đầy đường mòn bên ngoài đan phòng. Đệ tử Y Gia đi qua trước cửa cũng không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Trước còn cho là chỉ ở trong đó một buổi trưa, hiện tại cũng đã là nửa tháng. Đại sư tỷ chưa bao giờ ở chung với nam nhân nào lâu như vậy. Mọi người trong Bách Gia sôi nổi nghị luận. Tên Lý Thanh Sơn này chân trước vừa mới đưa nhị sư tỷ Pháp Gia đi bế quan, chân sau đã tiến vào đan phòng của đại sư tỷ Y Gia không ra. Không biết đang làm cái gì. Sao cơ? Luyện đan á? Mà kệ ngươi có tin hay không, chứ ta không tin. Làm gì có đan dược nào cần luyện lâu như vậy, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được. Nếu có người nói Như Tâm muốn cơ hội này ra tay đoạt tình nhân, phần lớn tu sĩ nữ đều cho rằng như vậy. Vì thế mà gần đây Lý Thanh Sơn rất nổi tiếng trong đám nữ tu sĩ, vẫn có chút hấp dẫn. Còn có người nói Lý Thanh Sơn sử dụng một loại mê hồn thuật đặc biệt, nếu không thì không thể nào quyến rũ được hai mỹ nhân có tiếng trong kinh viện được. Phải biết rằng, xưa nay hai vị này chưa bao giờ dính líu đến chuyện như thế, đã từ chối vô số người ngưỡng mộ mình. Vậy nên mau đến bắt hắn lại và đưa ra trước công lý. Không cần phải nói, hiển nhiên đây là lời đồn trong đám nam tu sĩ, trong đó ẩn chứa ánh mắt ghen tị ao ước cùng với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Cũng không phải Lý Thanh Sơn và Như Tâm chưa từng nghĩ đến tình huống như thế, nhưng lúc này, mỗi khi có thêm một lò đan dược thành công, cũng có nghĩa là có thêm mười mấy vạn linh thạch. Làm sao còn chú ý đến khác được? Dù sao kênh ngay không sợ chết đứng, mà kệ cho họ nói thôi. Ngày hôm đó, trong đại diễn võ trưởng của binh gia, hai đệ tử binh gia âm thầm nghị luận. Vẫn chưa ra ngoài hả? Đã 23 ngày rồi. Hàn sư tỷ đáng thương, ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho nàng. Tên Lý Thanh Sơn này đúng là đồ vô lại. Trong sự đau thương và căm giận lại có sự hâm mộ nói không nên lời. Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã đến ngay gần trước mặt. Hắc Long gào thét vọt lên đánh bay hai người, khiến họ ngã xuống phía xa xa bên mép diễn võ trường. Hàn Thiết Y cất thương sắt ra phía sau, lạnh lùng nói: ta chưa nhắc các người sao? Không được phép châu đầu ghé tai trong lúc huấn luyện. Bới quanh đảo 50 vòng cho ta. Hai đệ tử binh gia thầm than khổ: bơi 50 vòng không được phép lệch nửa vòng nào ư? Họ biết gần đây tâm trạng đại sư huynh không tốt, nên nào dám có ý kiến gì. Ôm quyển nói: dạ vâng. Sắc mặt Hàn Thiết Y lạnh như băng, trầm tư chốc lát rồi bỗng nhanh chân rời khỏi diễn võ trường. Thiết Y, ngươi đi đâu? Hàn Ân Quân nhìn từ trên đài cao xuống, hơi cau mày. Đi tìm Lý Thanh Sơn. Hàn Thiết Y cúi đầu ôm quyển nói: trước khi Hàn Quỳnh Chi bế quan có dặn hắn trông chừng Lý Thanh Sơn. Hắn vốn không để lời này trong lòng,
nhưng lúc này không thể không hành động được. Động tác của đám đệ tử binh gia đang luyện võ đều hơi chậm lại, xoay đầu thì thầm. E rằng lần này Lý Thanh Sơn gặp nạn rồi. Ngươi cảm thấy hắn là loại người như vậy, Như Tâm là loại người như vậy sao? Hàn An Quân nói. Không phải. Hàn Thiết Y nói, hắn hiểu rất rõ tính tình của hai người kia. Hơn nữa, dù muốn vụng trộm thì cũng không có lý nào lại trắng trợn như thế. Nhưng hắn không thể tiếp tục nghe người khác nghị luận như vậy về Hàn Quỳnh Chi, cứ như xem nàng là đứa ngốc vậy. Tuy rằng có đôi lúc đầu óc nàng cũng không đủ nhanh nhạy. Về hàng ngũ, Hàn An Quân nói. Vâng. Hàn Thiết Y đành trở lại diễn võ trường, hung ác huấn luyện đám đệ tử binh ra. Lý Thanh Sơn, ngươi lăn ra đây cho ta. Trên Nhân Tâm Đảo bên ngoài đan phòng, Sở Thiên quát to một tiếng, tựa như con trâu được bị chọc tức. Thấy bên trong không có phản ứng gì thì tiến lên muốn đẩy cửa đan phòng. Ngay lập tức có một đám đệ tử y ra chen ra ngăn cản. Cấm không được tùy ý xông vào đan phòng. Các ngươi không được cản ta. Sở Thiên yến ngược tiến lên, chân khí năm màu hiện lên trên người, quyền quyết xông lên đánh một trường lên trên cửa đan phòng. Đám đệ tử y ra cũng không phải thật lòng muốn ngăn cản, họ vô cùng tò mò, không biết đến cùng Như Tâm và Lý Thanh Sơn ở trong đó làm gì, nhưng lúc này lại chỉ lo sẽ nhìn thấy một cảnh tượng gay go. Tia sáng lóe lên trên cửa, không ngờ lại bị đánh tan. Lần này không chỉ riêng Sở Thiên, mà sự nghi ngờ của tất cả mọi người đều bùng phát mãnh liệt. Luyện đan trong Bách Gia Kinh Viện mà còn phải bố trí trận pháp sao? Trong đan phòng lúc này, Như Tâm đang nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú mà luyện đan, mày hơi nhíu lại. Lý Thanh Sơn thầm mắng một câu, không nói hai lời đã lập tức đứng dậy đi ra phía cửa. Hiện tại đang là lúc ngàn cân treo sợi tóc, không cẩn thận là hỏng mất 12 viên chân linh đan, cái này có thể tính sau. Nhưng nếu để người khác xông vào, phát hiện họ đang luyện chân linh đan, nhìn thấy thủy não lò của Như Tâm thì càng gây go hơn. Sở Thiên đẩy không được cửa thì càng tức giận hơn, chân khí năm màu tụ lại ở bàn tay, lại hung ác đập thêm một chưởng nữa. Cửa lớn đan phòng bỗng mở rộng, một đạo thủy long quyền gào thét lao ra, hung ác đánh lên người Sở Thiên, trực tiếp đánh bay hắn ra bên ngoài. Sóng nước tan đi, Lý Thanh Sơn xuất hiện, bất ngờ là khí tức tản ra từ toàn thân hắn đã đạt tới luyện khí tầng thứ 8. Hắn vốn chỉ còn một xíu nữa là đạt tới luyện khí tầng thứ 8. Nhân lúc rảnh rỗi trong khoảng thời gian này, gần như hắn tu luyện mỗi ngày nên càng tiến bộ thần tốc. Giờ vào chân khí tinh khiết cực độ toàn thân mà đột phá một cách tự nhiên, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sở Thiên, ngươi điên rồi sao? Khuôn mặt Lý Thanh Sơn tràn đầy tức giận, cửa lớn của đan phòng phía sau hắn lại đóng lại lần nữa, không một ai thấy rõ được tình hình bên trong. Sở Thiên có chân khí ngũ hành hộ thể nên không hề bị thương, ổn định thân thể ở giữa không trung xong thì quát lên. Cuối cùng ngươi cũng dám ra đây, ngươi ở trong đó làm gì? Ngươi làm gì Như Tâm sư tỷ rồi? Nhìn thấy Lý Thanh Sơn đã luyện tới luyện khí tầng 8, lòng họ đầy khiếp sợ. Sao tốc độ tu hành của tên Lý Thanh Sơn này nhanh như vậy? Lý Thanh Sơn nói, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Thiên đáp, sao lại không liên quan đến ta? Như Tâm sư tỷ tích ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nếu như ngươi biết điều thì ngoan ngoãn tránh ra, ta không muốn ra tay với ngươi ở đây, đợi đến lúc quyết đấu lại giáo huấn ngươi sau. Nàng thích ngươi sao? Ngươi nổi điên cái gì vậy? Còn không mau cút đi, hiện tại ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Lý Thanh Sơn chắp tay mà đứng tựa như môn thần, bày ra tư thế quyết không nhượng bộ. Chặn đường phát tài của người khác chẳng khác gì giết phụ mẫu người ta. Hiện tại Lý Thanh Sơn thực sự là tràn ngập sát ý. Nhưng hắn lại cau mày, vì mới không gặp một thời gian ngắn mà Sở Thiên đã đạt đến luyện khí tầng thứ 9. Tốc độ tăng tu vi thực sự là đáng kinh ngạc. Khí tức trên người càng ngày càng mạnh, dù cho đánh bại hắn cũng không dễ, chứ nói chi là ngăn cản hắn. Trận đổ kia không thể ngăn cản được ngũ hành đại thủ ấn của Sở Thiên, chỉ nguyên dư âm của trận đấu cũng đủ để phá tan căn phòng này rồi. Liếc một cái đã thấy hai thiếu nữ đứng ở phía sau Sở Thiên cách đấy không xa, thế là quát lên hỏi, các ngươi cứ trơ mắt nhìn hắn đi tìm nữ nhân sao? Hai thiếu nữ kia cũng kêu lên, chỉ cần trong lòng Thiên ca ca có chúng ta là được, bất kể hắn làm gì thì chúng ta cũng ủng hộ. Mọi người vây xem than thở một phen, Sở Thiên lại càng đắc ý đẩy mặt. Ngươi nghe thấy chưa? Ta không giống người bị một nữ nhân trói chặt lại. Bỗng hắn nghĩ rất có thể Lý Thanh Sơn không bị trói buộc,
mà hiện tại còn động vào nữ nhân của hắn thì sắc mặt lại khó coi hơn. Lý Thanh Sơn vô cùng bất ngờ, không ngờ có chuyện tốt như vậy, thế là lại mắng. Khó trách, ngươi đi ra ngoài tìm nữ nhân như phát rồi. Loại nữ nhân nát bét không có lương tâm này thì có cho ta cũng không cần. Sắc mặt hai thiếu nữ kia hoàn toàn thay đổi, mà sắc mặt Sở Thiên bỗng chốc trở nên âm ô. Ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục nữ nhân của ta. Dám động đến vảy ngực của ta, đi chết đi. Chân khí ngũ hành trên người hắn bạo phát toàn diện. Ngũ hành đại thủ ấn phóng ra hào quang vạn trượng, sau đó bay lên trời. Lý Thanh Sơn giơ hai tay ra, song lớn mãnh liệt dâng lên ở phía sau, không khác gì thủy triều dâng trào ở biển rộng. Hai người nói dăm ba câu mà đã khiến cho mối thù đạt tới đỉnh điểm. Sở Thiên từ trên trời giáng xuống, thấy bàn tay tựa như Thái Sơn đè đầu. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn, ngũ hành đại thủ ấn kia ngập trong tầm mắt, gần như áp đảo hoàn toàn, không thể tránh né hay chống lại, tựa như trời phạt. Hắn đạp xuống mặt đất dưới chân, người phóng lên trời, khí tức cuồn cuộn như biển rộng, nhưng lại mất lợi thế trước, ngay lúc sắp đánh vào đại thủ ấn. Bỗng hắn sử dụng một chiêu đạp lãng thức, đột ngột rời đi tránh né đòn tấn công. Ta biết ngươi không dám cản mà. Sở Thiên cười như điên và nói, sau đó mặc kệ Lý Thanh Sơn và xông về phía đan phòng. Lý Thanh Sơn không cho hắn xem thì hắn càng cảm thấy trong này có vấn đề. Cửa lớn đan phòng gần trong gang tấc, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt. Vừa nhìn xuống phía dưới thì đã thấy một chiếc dây bằng nước quấn chặt lấy quanh eo mình tựa như rắn vậy. Bất thình lình ngoái đầu lại thì thấy một đầu khác của dây nước đang nằm trong tay Lý Thanh Sơn. Dưới chân đã xuất hiện sóng lớn. Mọi người phía sau bỗng a một tiếng, không khí nổ vang. Lý Thanh Sơn kéo Sở Thiên và sử dụng ba chiêu đạp lãng thức liên tục, rời sang nhân tâm đảo tựa như một mũi tên, kéo lê thành một cái rãnh trên mặt nước không gợn sóng. Chớp mắt một cái mà hai người đã biến thành hai điểm nhỏ. Mọi người thầm thán phục rằng hai người kia đều đã mạnh hơn. Chân khí năm màu trên người Sở Thiên chấn động, đánh tan dây nước rồi mãnh liệt lao về phía Lý Thanh Sơn. Vẫn đơn giản vỗ một trường, nhưng lợi hại hơn bất kỳ pháp thuật môn biến hóa nào. Lý Thanh Sơn không tránh không né, chỉ ôm cánh tay cười lạnh. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm chuyển đến từ sau lưng. Bất chợt xoay người, một thanh kim cương cự kiếm từ trên đánh xuống, đánh ra một vệt kim quang. Còn... Một tiếng hí giải vang lên. Sở Thiên nâng tay ra chiêu căng thiên thức để ngăn cản kim cương cự kiếm, nhưng không cản được kiếm khí và kiếm ý ẩn chứa trong đó. Hồ nước biên giới bị chiêu kiếm này tách thành hai, cuồn cuộn dâng trào để lại một vết kiếm kéo dài đến mấy trượng. Hóa ra Lý Thanh Sơn đã dẫn Sở Thiên bay ra phụ cận Vô Lộng Đảo. Hiện tại Tiểu An đã là luyện khí tầng 10. Nếu như hiện tại có người trong Bách Gia Kinh Viện có thể toàn thắng Sở Thiên trên phương diện số lượng chân khí, vậy chắc chắn không còn ai khoác ngài nặng. Khóe miệng Sở Thiên tràn ra một tia máu tươi, còn không kịp mắng một tiếng đê tiện. Chỉ thấy nắm đấm của Lý Thanh Sơn gào thét mà tới từ phía sau. Đây không phải là nắm đấm nữa mà là mũi khoan. Tầng tầng lớp lớp dòng nước xoay tròn với tốc độ cao làm mờ đi hình dáng của nước, biến thành sát khí đáng sợ nhất. Toàn qua thức. Sở Thiên vốn dĩ dỉ máu bên khóe miệng biến thành phun máu, lập tức bị đánh bay ra ngoài, muốn ổn định thân thể, nhưng trước mắt bỗng tràn ngập kim quang. Kim cương lực sĩ đang chờ hắn bay tới, hai tay cầm kiếm lại giơ lên thật cao lần nữa rồi chém mạnh xuống, còn mạnh hơn chiêu kiếm nãy nữa. Sự phối hợp hiểu ngầm giữa hai người thật là hoàn mỹ, đã đạt tới đỉnh cao của sự kỳ diệu. Đánh cho Sở Thiên không có cơ hội nghỉ lấy hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần bị đẩy vào bước đường cùng. Cuối cùng cũng cảm nhận được cơn nguy cơ tử vong, tay hắn vội vã sờ về phía túi bách bảo. Hắn muốn dùng thứ kia, nhưng đến cùng đã để ở đâu rồi? Lưỡi kiếm xoay một cái giữa không trung, đổi đánh thành vỗ trường, kim cương nộ mục khôi phục bình tĩnh. Ầm một tiếng, Sở Thiên ngã xuống Long Xà Hồ tựa như diều đứt dây, làm bọt nước thật to bắn lên ầm ầm. Lý Thanh Sơn gật đầu với Tiểu An, còn Tiểu An thì tỏ vẻ nơi này có ta, người vợ thì cứ đi đi. Lý Thanh Sơn liếc nhìn bên dưới một cái, một tên Sở Thiên bị thương không thể uy hiếp được gì, nên hắn vung ống tay áo rồi nói, không biết điều. Sau đó lướt sóng rời đi. Có khó khăn thì đi tìm Tiểu An, vì một mình mà đối phó với Sở Thiên thì hơi phiền phức, nên hắn bắt tay với Tiểu An. Đây là đòn sát thủ trước sau như một của hắn. Hơn nữa xưa này chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Ngũ hành đại thủ ấn là công pháp rất lợi hại, nhưng cũng không thể mạnh bằng kim cương phục ma công. Người tu 5 loại chân khí, Tiểu An còn tu 7 loại đó.
Lúc này có bóng người bay lên từ mấy hòn đảo lân cận. Gia chủ các gia cũng đi qua. Tất nhiên Nhất Niệm đại sư và Liễu Trường Khanh cũng ở trong đó. Lý Thanh Sơn chạy về đan phòng và nói với mọi người: tất cả giải tán đi. Sau đó hắn cũng tiến vào trong đan phòng. Mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, 5-3 còn 2, cái tên thiên tài siêu mạnh Sở Thiên cứ thế bị dạy dỗ một trận sao? Này, Sở Thiên cũng có thể bị bắt nạt như chúng ta vậy. Ba người vừa ra tay đều là thiên tài cả. Một thiên tài bị hai thiên tài bắt tay dạy dỗ thì đương nhiên là kết cục này rồi. Vốn tưởng rằng Sở Thiên tu luyện đến luyện khí tầng thứ 9 thì có thể báo thù rửa hận, không ngờ tốc độ tu hành của Lý Thanh Sơn cũng nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như thế mà đã đến luyện khí tầng thứ 8. Xem ra Sở Thiên không có hy vọng báo thù được rồi. Trong lúc nghị luận sôi nổi, một người nói nhỏ: tu luyện đến luyện khí tầng thứ 8 nhanh như vậy, chắc là xong tu rồi. Nếu như Sở Thiên ở bên ngoài thì có lẽ bóp nát trái tim người này rồi. Thế là lời đồn và sự nghi ngờ càng lan truyền dữ dội hơn. Tiểu An bị Nhất Niệm đại sư quả mắng vài câu. Chỉ thế thôi chứ có thể làm được gì vị sư muội này nữa. Sở Thiên bị Liễu Trường Khanh mang về giam kín lại. Dù sao lần này cũng là hắn ra tay gây chuyện trước, vi phạm luật đánh nhau của kinh Việt. Hơn nữa ra tay thì cũng thôi đi, còn thua khó coi như vậy, thật sự làm mất mặt vị gia chủ của hắn đây. Sở Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, gần như tức đến ngất đi. Hắn không thể lập tức lấy thứ kia ra để báo thù rửa hận. Có điều tuy hắn ngông cuồng nhưng chung quy cũng không phải kẻ ngô. Nếu như dám lấy thứ kia ra thì sẽ lập tức nhận lấy kết cục bị đoạt đi. Cẩn thận như vậy cũng giống y đúc như Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trở lại đan phòng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Như Tâm. Đợi thêm nửa canh giờ nữa thì lò luyện đan mở ra. 12 viên chân linh đan óng ánh yên ổn nằm trong lò luyện đan, khiến trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười thoải mái. Lý Thanh Sơn đang muốn đưa thêm Lam Điệp Hoa thì Như Tâm lại vẫy tay nói: lần này chấm dứt ở đây. Ngươi thật sự muốn coi ta như người hầu khổ sai mà sai bảo sao? Nói xong lời này, nàng cảm thấy như chút hết sức lực toàn thân. Nhiều ngày trôi qua như vậy, dùng đan dược thay cho đồ ăn, dùng tu hành để duy trì tinh thần, luyện đan suốt ngày suốt đêm cũng thực sự làm nàng uể oải đến cực hạn. Vậy thì sau này tiếp tục. Lý Thanh Sơn nhìn túi bách bảo còn sót lại rất nhiều Lam Điệp Hoa, xem như đã hiểu rõ giá trị của nó. Đây thực sự là một khoản của cải kinh thiên động địa, đủ để hắn hưởng thụ rất lâu. Hiện tại chia chiến lợi phẩm đi. Như Tâm mỉm cười khẽ, tuy rằng uể oải nhưng khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Lần này thu hoạch nhiều đáng kinh ngạc, hơn nữa luyện đan thuật quần nàng cũng tiến bộ không nhỏ. Kiểm đếm số lượng xong, tổng kết Như Tâm đã luyện ra gần 100 viên chân linh đan ở trong thời gian 23 ngày. Cuối cùng chia làm hai, Lý Thanh Sơn có được hơn 60 viên, Như Tâm có được hơn 20 viên. Như Tâm cẩn thận đánh giá chân linh đan vô số lần rồi mới bỏ vào túi bách bảo, tựa như một kẻ tham tài. Sau đó mới giải thích vì sao nàng chọn dừng lại vào lúc này. Có những viên chân linh đan này rồi, ta tin rằng không bao lâu nữa ta có thể đột phá trúc cơ thành công. Đến lúc đó dùng thân phận tu sĩ trúc cơ để thôi phúc thủy não lò này, tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ không thấp hơn hiện tại. Hiện tại đến lượt ta chúc mừng ngươi. Lý Thanh Sơn vươn tay phải ra. Như Tâm cũng vươn ra nắm chặt, nhẹ nhàng lay vài cái rồi nói trước: hợp tác vui vẻ. Lý Thanh Sơn nở nụ cười, trực tiếp lấy 20 viên chân linh đan ra và đưa cho nàng. Đổi thành đan dược có ích cho tu hành giúp ta, càng nhiều càng tốt. Ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Như Tâm cười nói, việc trở mặt vì 20 viên chân linh đan mà bị chuyển đi thì cũng không mất mặt đâu. Lý Thanh Sơn nói, không sợ. Không sợ thì được, yên tâm đi, buôn bán kiểu gì cũng không thấp hơn giá trị thị trường. Như Tâm nhận lấy chân linh đan, cũng không hỏi Lý Thanh Sơn muốn dùng nhiều đan dược có ích cho tu hành như vậy để làm gì. Lẽ nào ăn một viên là có thể tăng tu vi sao? Nhưng nàng không ngờ rằng mình lại tình cờ đoán ra được đáp án. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ chờ tin vui. Lý Thanh Sơn vẫy vẫy tay rồi đẩy cửa rời đi. Như Tâm thở phào một hơi thật sâu, đúng là một nam nhân không tệ mà. Lý Thanh Sơn trở lại Vân Hư Đảo, thấy Tiểu An đang ngồi dưới hành lang thì cười nói, sao vậy, không bị cấm túc sao? Tiểu An đáp lời, hắn không quản được ta, ta cảm thấy hắn hơi sợ ta. Lý Thanh Sơn cười ha hà rồi ôm nàng vào trong ngực, nói nhỏ vài câu bên tai nàng,
làm Tiểu An cũng lộ ra vẻ vui mừng, cảm thấy vui cho hắn. Vì hắn đã nhẫn nại và chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia dạng đông. Sau đó, Lý Thanh Sơn vẫn đi theo Như Tâm học luyện đan thuật mỗi ngày. Tuy rằng hiện tại cần đan dược gì thì để cho nàng luyện cho là được. Nhưng năm rộng tháng dài, cuối cùng cũng có lúc chia lìa. Hắn sẽ không ở lại Thanh Hà Phủ vĩnh viễn, sẽ không ở lại Như Ý Quận vĩnh viễn, cũng sẽ không ở lại Thanh Châu này là Cửu Châu vĩnh viễn được. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, không đợi Lý Thanh Sơn đi tìm Như Tâm, thì Như Tâm đã tìm tới cửa, ra một đống đan dược cho hắn rồi cười nói: "Ta muốn bế quan." Lý Thanh Sơn lập tức nói: "Chúc ngươi may mắn." "Ngươi cũng thế." Sau khi Như Tâm rời đi, Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn những áng mây như bông trôi trên bầu trời xanh lam mà lòng hắn tràn đầy sự vui mừng loáng thoáng. Hắn cũng nên xuất phát rồi. Lý Thanh Sơn đến Vô Lộc Đảo gọi Tiểu An, không ngờ Tiền Dung Chỉ cũng ở đây, lại còn ngồi xổm ở bên cạnh nói với Tiểu An điều gì đó. Thấy Lý Thanh Sơn đến thì đứng dậy mỉm cười nói: "Ngươi nghe chưa?" Lý Thanh Sơn hỏi lại: "Nghe gì?" Tiền Dung Chỉ nói: "Ngụy phó môn chủ của Vân Vũ Môn đã đạt phá trúc cơ thành công." Lý Thanh Sơn gần như đã quên mất người này, hình như lần cuối cùng hắn giao đấu với Ngụy Trung Nguyên là 2 năm trước. Sau đó, phần lớn thời gian hắn đều ở trong Bách Gia Kinh Viện. Hơn nữa, chắc Ngụy Trung Nguyên cũng biết rõ tiếng tăm của hắn dần dần tăng cao. Với tu vi luyện khí tầng thứ 4 thì không thể nào tóm được Lý Thanh Sơn, nên hắn sống vô cùng yên ổn. Tuổi tác hắn lớn như vậy mà cũng đột phá cảnh giới trúc cơ sao? Tiền Dung Chỉ đáp lời: "Không biết nữa, chẳng biết hắn có được 2 viên chân linh đan bằng cách nào, may mắn đột phá trúc cơ thành công." Lý Thanh Sơn bỗng hiểu rõ, e rằng 2 viên linh đan này cũng là một trong 20 viên linh đan kia của hắn, làm hắn không khỏi giờ khóc giờ cười, đúng là khó mà dự đoán thấy sự biến ảo. Tiền Dung Chỉ nói: "Lão già kia sẽ không bỏ qua cho người, có muốn chúng ta bắt tay một lần nữa hay không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội ra tay." Lý Thanh Sơn nói: "Chỉ dựa vào mình ngươi." Tiền Dung Chỉ nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng thì vươn tay ra, chỉ thấy một con rắn nhỏ diễm lệ trườn ra khỏi ống tay áo nàng, bò ra lòng bàn tay, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hình xăm nửa người đã biến thành thực thể. Lý Thanh Sơn hiểu rõ, quả nhiên là vật ấy. "Ngươi có thể tách nó ra khỏi người mình hả?" "Không thể, nó đã hòa làm một thể với ta. Hơn nữa, vì sao ta phải tách nó ra? Ngươi xem, nó đẹp biết bao." Tiền Dung Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rắn, tựa như mẫu thân an ủi con mình vậy. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hắn muốn đi tìm một nơi để đột phá bước cuối cùng kia, vượt qua thiên kiếp rồi hóa thành yêu tướng. Nếu như bị lão già kia nhìn chằm chằm, phá hoại vào lúc mấu chốt thì phiền phức rồi. Đòn đánh phủ đầu, kiểm soát người sau. Rất nhiều ký ức thoáng lướt qua trong đầu hắn, bỗng nhiên dừng lại ở trên một gương mặt trẻ tuổi, làm hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Thanh Sơn, lão phu muốn trả cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần những nỗi sỉ nhục và đau đớn mà ngươi đã mang đến cho lão phu." Chẳng qua có cho hắn thêm lá gan thì hắn cũng không dám xông vào Bách Gia Kinh Viện đòi người, đó là tự tìm đường chết. Nhưng hắn đã sai người chú ý đến hướng đi của Lý Thanh Sơn mỗi phút mỗi giây. Chỉ cần Lý Thanh Sơn vừa rời khỏi Bách Gia Kinh Viện thì hắn sẽ lập tức bị bắt ngay, không có chứng cứ thì chẳng làm gì được hắn. Thế nhưng chuyện đầu tiên cần phải làm không phải là chuyện này. Hắn lướt không mà đi, trong nháy mắt đã tới bầu trời trên Thanh Hà Phủ, đáp thẳng xuống trước cửa lớn Vân Vũ Lâu, sau đó đi vào bên trong dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, ngông cuồng tự đại tựa như vương giả trở về. Lâu vẫn là một mảnh đèn đuốc huy hoàng sáng như ban ngày. Ngụy Trung Nguyên ngước nhìn bầu trời trên không rồi nhanh chân mà vào. Ánh mắt phàm nhân chỉ thấy nam tử này uy phong lẫm liệt, tựa như thần tiên hạ phàm vậy. Đám đệ tử khắp Vân Vũ Lâu thì hấp ta hấp tấp tiến lên chúc mừng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ a duôn nịnh hót. Các nhân vật thuộc về phe phái Ngụy Trung Nguyên càng mừng rỡ như điên. Ngụy Trung Nguyên vung tay lên: "Vân Vũ Môn cần xử lý chút việc nhà, hôm nay lâu sẽ đóng cửa, cảm ơn chư vị, mời về." Đám đệ tử Vân Vũ Môn lập tức bắt đầu lùa người ra ngoài. Thật đúng là quân lệnh như núi, nói là làm ngay. Tu sĩ trúc cơ là sự tồn tại không thể lay động đối với luyện khí sĩ. Mỗi một đệ tử Vân Vũ Môn đều hiểu rằng hôm nay Vân Vũ Môn sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Ngụy Trung Nhiên dẫn dắt một đám đệ tử đi thẳng lên lầu cao nhất của lâu. Tu Hải Đường đang đứng ở tầng cao nhất trong hoa viên, ngồi lặng yên quan sát cảnh đêm rực rỡ của đô thành mà đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Ngụy Trung Nguyên. Hai người đều hơi run lên, sau đó đôi bên đều có thay đổi, một bên thì lo lắng nặng nề, còn một bên là mừng rỡ như điên. Ngụy Trung Nguyên tham lam đánh giá toàn thân Thu Hải Đường, không cần tiếp tục kiêng kỵ điều gì, bắt đầu tưởng tượng cảm giác sung sướng khi hắn đặt nữ nhân từng chỉ tay năm ngón vì hắn này ở dưới thân, rồi muốn làm gì thì làm. Hắn tiến lên một bước, chắp tay nói: "Bẩm cáo Thu môn chủ, lão phu đã vượt qua thiên kiếp, đạt tới cảnh giới trúc cơ. Căn cứ theo môn quy, thì mời môn chủ sớm ngày thành hôn với ta, kết thành bạn lữ song tu, cùng tìm hiểu tạo hóa âm dương." Thu Hải Đường phất tay một cái, hơi mệt mỏi nói: "Các ngươi lui hết xuống đi." Lực ảnh hưởng bấy lâu nay vẫn còn đó, sao đám đệ tử dám vi phạm? Chỉ nhìn về phía Ngụy Trung Nguyên: "Các ngươi lui xuống chờ đợi." Ngụy Trung Nguyên vẫy tay. Hắn không sợ Thu Hải Đường trầm mặt vô tình. Tuy nàng đã đạt trúc cơ đã nhiều năm, nhưng vẫn là giai đoạn đầu. Công pháp của Vân Vũ Môn chú ý đến sự hòa hợp âm dương, cũng là khắc chế lẫn nhau. Nếu như nàng dám từ chối, đến lúc hắn thừa kế vị trí môn chủ của Vân Vũ Môn, thì sẽ bắt kẻ phản bội vi phạm môn quy này, sau đó tùy ý cưỡng hiếp. Quần chúng tản đi, trên thiên đài chỉ còn lại hai người họ. Ngụy Trung Nguyên hơi nhướng mày: "Còn ai?" "Đệ tử Tiền Dung Chỉ tham kiến Ngụy phó môn chủ." Ngụy Trung Nguyên nói: "Chẳng phải ta đã trục xuất ngươi khỏi môn rồi sao?" "Ta lại thu nàng làm môn hả?" Vẻ mặt Thu Hải Đường lạnh nhạt mà kiêu căng. Sắc mặt Ngụy Trung Nguyên thay đổi, con người híp lại, nhìn chăm chú Tiền Dung Chỉ, làm toàn thân nàng run lên lập cập. Nhưng hiện tại không phải là lúc tính toán những thứ này. Hắn tiến lên áp sát lại, hỏi Thu Hải Đường: "Môn chủ nghĩ thế nào?" Thu Hải Đường chần chờ, lại nhìn về phía Bách Gia Kinh Viện trong màn đêm. Người nàng chờ đợi cũng đang bế quan khổ cực tu luyện. Ngụy Trung Nguyên nhanh chóng tiến lên, cầm lấy tay Thu Hải Đường: "Hôm nay ngươi đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng phải đồng ý." Sắc mặt Thu Hải Đường thay đổi, còn Ngụy Trung Nguyên thì nở một nụ cười mỉa mai. Linh khí hai màu đen trắng hung ác va vào nhau, nhưng không phóng thích một chút kình khí nào, mà là đôi bên cùng tan ra. Lấy dương khắc âm, Ngụy Trung Nguyên càng chiếm được thế thượng phong. Lúc sắp bắt được cổ tay trắng ngần của Thu Hải Đường, thì Tiền Dung Chỉ trung thành đứng ra bảo vệ chủ, che ở trước mặt Thu Hải Đường, kinh sợ kêu lên: "Ngụy phó môn chủ, xin đừng làm như vậy." Ngụy Trung Nguyên trực tiếp tát lên mặt Tiền Dung Chỉ một cái, bỗng nhiên tất cả khí lực tiêu tan, không có một tiếng vang nào truyền ra. Gián địa ngục bỏ lên mặt của Tiền Dung Chỉ rồi cắn ngay Ngụy Trung Nguyên một cái. Ngụy Trung Nguyên há to miệng, đôi mắt lồi ra, đó là sự đau đớn kịch liệt chìm sâu trong linh hồn. Trong phút chốc, thân hình Lý Thanh Sơn hiện ra ngay phía sau Ngụy Trung Nguyên. Hắn vươn tay đặt vào trong áo lót của Ngụy Trung Nguyên, trăm đạo kiếm khí tuôn ra rồi chui vào. Tiểu An cũng chém thanh kim cương trường kiếm trong tay xuống đầu tiên kia. Thu Hải Đường cũng vươn hai ngón tay ra đâm thẳng về phía hai mắt Ngụy Trung Nguyên. Sát cơ bức người, Ngụy Trung Nguyên cưỡng chế kìm nén đau đớn, vận linh khí muốn liều chết phản kích, nhưng mà đã quá muộn. Kiếm khí tấn công theo chiều ngang, lục phủ ngũ tạng mất đi linh khí bảo vệ nên bị xé nát tan. Kim cương kiếm chém đôi đầu hắn, kiếm khí trực tiếp đâm thẳng xuống dưới chân. Hai ngón tay ngọc nhỏ dài của Thu Hải Đường không chỉ đâm thủng hai mắt hắn, mà còn đâm vào trong não hắn rồi hung ác khuấy lên. Cuối cùng chỉ nghe Tiền Dung Chỉ nói: "Ngụy phó môn chủ, ngươi sờ mặt người ta làm gì?" Sau đó, Ngụy Trung Nguyên mất hết ý thức trong sự đau đớn và không cam lòng. Thân thể hắn đổ xuống ầm ầm. Đường trưởng là tu sĩ chốc cơ mà chớp mắt một cái đã biến thành một bộ thi thể. Lý Thanh Sơn lập tức nhặt xác. Thi thể một tu sĩ chốc cơ tương đương với một viên đan dược cực lớn đối với Tiểu An. Lợi ích của nó không phải là thứ mà thi thể phàm nhân có thể sánh được. Còn túi bách bảo trong tay Ngụy Trung Nguyên thì rơi vào trong tay hắn. Thu Hải Đường vẫn còn hơi mờ mịt, không thể tin được Ngụy Trung Nguyên cứ thế chết rồi, chết một cách dễ dàng như thế. Ngày đó, Tiền Dung Chỉ tìm tới cửa nói là có thể giúp nàng giết chết Ngụy Trung Nguyên đạt cảnh giới trúc cơ một cách im hơi lặng tiếng, mà nàng còn không tin. Dù là ba tu sĩ trúc cơ bắt tay muốn giết một tu sĩ trúc cơ cũng không đơn giản như vậy, chứ đừng nói là một luyện khí sĩ. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, cho dù không có nương tay, e rằng ba người này cũng có thể giết chết Ngụy Trung Nguyên. Ba luyện khí sĩ giết chết tu sĩ trúc cơ ư? Sư phụ,
ta làm được. Tiền Dung chỉ hành lễ với Thu Hải Đường và nói, trong mắt không có chút trung thành nào. Không thể không nói, chuyện Bạch Liên giáo đã quay nhiễu rất nhiều kế hoạch của nàng. Tiền Dung chỉ làm gián điệp cho đôi bên, mà Thu Hải Đường lại không phải đứa ngốc. Sao không phát hiện được, Tiền Dung chỉ căn bản không chịu sự khống chế của mình cho được. Các biểu hiện phục tùng trước đây đều là giả. Uổng công mình còn yên tâm dạy các loại công pháp của Vân Vũ Môn cho nàng, bị nàng coi như một con rối nghe lời. Nhưng lúc đó, Tiền Dung chỉ đã bám được Cố Nhạn Ảnh, phải giúp Cố Nhạn Ảnh hoàn thành kế hoạch. Dù cho Thu Hải Đường tràn đầy lửa giận thì cũng không dám trả thù. Nếu bị xem như cùng một phe với Bạch Liên giáo, vậy thì chắc chắn là họa diệt môn. Cố gắng dùng mị hoặc thuật khống chế Ưng Lang về thì lại là chuyện không thể nào. Từ đó về sau, hai người không còn gặp mặt. Mãi đến mấy ngày trước, Tiền Dung chỉ bỗng tới cửa và nói có thể diệt trừ mối họa lớn cho nàng. Thu Hải Đường cầm hai viên chân linh đan ra đặt vào tay Tiền Dung chỉ. Đây là mức thủ lao ban đầu tốt nhất rồi. Liếc Lý Thanh Sơn một cái, chỉ có thể ép xuống ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Lý Thanh Sơn sẽ giao món đồ vô dụng có liên quan đến Vân Vũ Môn trong Bách Bảo Nang cho Tiền Dung chỉ. Lúc bắt đầu hắn không nghĩ đến ở trong kế hoạch này lại sẽ có một vòng của Thu Hải Đường. Tiền Dung chỉ lại nói đây là kế sách vẹn toàn. Dù sao người mà họ muốn đối phó cũng là một tu sĩ trúc cơ, ai cũng không dám chắc rắn độc địa ngục của nàng có thể có tác dụng lớn như thế nào. Một kích không trúng sẽ gặp phải phản phệ sẽ vô cùng đáng sợ. Không nắm chắc 8 phần thắng thì nàng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của bản thân ra để mạo hiểm. Mà Thu Hải Đường chắc chắn không dám để lộ bí mật của họ giết chết Ngụy Trung Nguyên. Không thì chức Vân Vũ Môn chủ này cũng không thể làm tiếp được nữa. Giết chết đồng môn của mình bất kể ở thời đại nào cũng không được phép. Nàng tuy là Vân Vũ Môn chủ nhưng trong môn phái vẫn có đại trưởng lão. Tiền Dung chỉ nhận lấy đồ vật của hai bên, thấy họ đều đang nhìn mình. Các ngươi đừng nhìn ta như thế. Ngụy Trung Nguyên là tử địch của bọn ngươi chứ không phải tử địch của ta. Hắn lại không biết rằng ta giết chết con trai hắn. Ta phải mạo hiểm cả tính mạng tới giúp hai người hai bên, lấy chút lợi ích cũng là đương nhiên thôi. Lý Thanh Sơn nói, ngươi lo rằng bất kể bên nào trong chúng ta không chịu nổi áp lực của Ngụy Trung Nguyên thì bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ chứ gì. Tiền Dung chỉ nói, cũng may tương lai này sẽ không thể xảy ra nữa rồi. Hy vọng đây là bí mật chung của chúng ta. Đột nhiên hơi nhíu mày, nắm lấy cổ tay. Cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta tạm biệt tại đây đi. Khẽ cười với Tiểu An rồi rời đi đầu tiên. Lý Thanh Sơn đang muốn đi thì Thu Hải Đường nói, đợi đã. Lý Thanh Sơn không hề quay đầu lại. Ta nhớ là ngươi từng nói không muốn gặp lại ta. Đưa thi thể của Ngụy Trung Nguyên cho ta. Lý Thanh Sơn nói, yên tâm, cái thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời nữa đâu. Ánh mắt âm trầm của Thu Hải Đường lướt từ trên người Lý Thanh Sơn đến trên người Tiểu An, rồi lại quay về phía Lý Thanh Sơn. Một người là luyện khí sĩ tầng 8, một người là luyện khí tầng 10. Tiền đồ của bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được. Ngụy Trung Nguyên, người từng khơi lên sự thù địch của họ đã chết rồi. Mà Tiểu An đã được Tịch Quang Thiền Sư, thủ tọa Bồ Đề Viện của Thiên Long Thiền Viện thu làm đệ tử. Chọn cả những ý quẩn cũng chẳng còn mấy người dám có ý gì với nàng nữa. Tất cả mâu thuẫn đã không còn. Thu Hải Đường làm ra một vẻ mặt tươi cười. Sau này nhớ tới chơi nhé. Nói không chừng tương lai ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tử đó. Lý Thanh Sơn bật cười khanh khách. Ngươi tự tin quá đó. Thu Hải Đường chống eo mà cười, vô cùng tự tin, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, dáng người thiết tha yểu điệu. Tu vi hạng nhất, con nam tử nào mà lại không động tâm kia chứ? Chỉ mong sẽ có một ngày như vậy. Lý Thanh Sơn nói. Theo như hắn thấy, biểu hiện của Hoa Thừa Tán tuyệt không phải là từ bỏ Cố Nhạn Ảnh, mà là nhận phải kích thích quá lớn. Nguyện vọng của vị thu trưởng môn này chỉ sợ sẽ không thể thực hiện được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.